nay có một điều rất là đặc biệt rằng là mình đang ở showroom của anh Lê Thanh Hòa để bật mí với mọi người rằng là sắp tới đây sẽ có một dự án rất là đặc biệt. Mình sẽ quay trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Như mọi người đã biết thì thời gian qua Phạm Hương cũng đã có rất là nhiều chuyện về gia đình. Chính vì vậy đã phải tạm gác thời gian, tạm gác công việc của mình một thời gian rất là dài. Và đây có lẽ là một cái dịp mà đặc biệt nên Phạm Hương quyết định sẽ quay trở lại và quay trở lại lợi hại hơn xưa. Và cái sự quay trở lại lần này của mình thì sẽ có sự kết hợp của anh Lê Thanh Hòa. Tên 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 tên. Hello fan của Phạm Hương. Fan của Lê Thanh Hòa nữa chứ. Không, bây giờ thì không phải là fan của em, của anh nữa. Fan của team Thanh Lịch. Team Thanh Lịch, đúng rồi. Mình phải lật ngang cái máy điện thoại một chút nhé. Tại vì để nhìn hai người cho nó dễ. Chỉ khó quay điện thoại đi nhá. Thì mọi người có biết rằng là một chương trình chắc chắn sẽ rất là hot sắp tới. Chương trình này sẽ có tên là Đấu Trường Phong Cách. Và vì sao lại có tên là Đấu Trường Phong Cách? Vì chương trình này sẽ có sự tham gia của ba nhà thiết kế, ba team cùng với ba celeb kết hợp với nhau. Và sẽ có những bộ trang phục rất là đặc biệt, được lấy cảm hứng từ những sóng tóc đen đen, tóc xoăn này. Mọi người thích bạn để tóc nào? Tóc hôm nay đẹp này. Và có một điều đặc biệt rằng là sự kết hợp lần này thì là do Tresemme khởi xướng, và với những sóng tóc rất là tuyệt vời. Và từ đó thì sẽ khiến cho những nhà thiết kế, và đặc biệt là họ sẽ tạo nên những bộ trang phục rất là ấn tượng với những sóng tóc đó. Mọi người sẽ chờ xem nhá. Team Thanh Lịch, team Cá Tính và team Quyến Rũ. Bây giờ anh Hòa có thể bật mí cho mọi người biết rằng là sắp tới team mình sẽ có gì đặc biệt không? Lần này thì Hòa với Hương kết hợp với nhau trong một cái đấu trường phong cách. Và em cúi xuống đấy, để cho vừa với anh đấy. Cái phong cách mà team Hòa với Hương được chọn lựa đó là team Thanh Lịch. Thì cái ý tưởng mà cái cảm hứng lần này thì đó là họ lấy từ những cái đường uốn lượn, những cái gợn sóng của tóc, và nó được đan vào nhau tạo nên những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là mềm mại và nữ tính. Ở đây mọi người có thể xem, đây là tóc xoăn thương hiệu Phạm Hương. Đây là cái ba tầng được lấy ý tưởng từ những cái gợn tóc, từ những sóng tóc. Mọi người thấy có thú vị không? Đây là những cái bản phát thảo, và đây là những cái mẫu mà team Thanh Lịch, Giữa Hòa và Hương sẽ được lên mẫu thật và sẽ được trình diễn vào ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội. Còn địa điểm như thế nào thì mọi người hãy chờ nhé. Và có một điều đặc biệt đó là bộ sưu tập lần này mang tính ứng dụng rất là cao, và được sản xuất với số lượng lớn, và với cái giá thành được đưa ra thị trường rất là mềm, và hy vọng nó sẽ được đến nhớ tặng em nha. Chắc chắn rồi. Và hy vọng là các bạn hãy chờ đợi và hãy săn lùng những cái mẫu thiết kế lần này, bởi vì người đại diện cho cái ý tưởng này đó là Hoa hậu Phạm Hương, đó là team Thanh Lịch. Thế là cả bộ lần này anh làm xong anh sẽ tặng em hết đúng không? Em phải mua chứ. Bây giờ cảm hứng từ em đúng không? Thì tức là anh đang khai thác mọi thứ từ em, anh đúng phải thì, tặng em là đúng rồi. Với cái ý tưởng từ tóc thì giống như Hòa với Hương thì đã kết hợp và làm việc với nhau từ rất là lâu rồi đúng không Hương? Nhưng mà cái sự trở lại và cái sự hợp tác lần này thì nó có một cái sự gắn kết rất là đặc biệt, và hai anh em cùng chung một team, và nói nó hơi căng thẳng xíu là mình phải đấu với lại hai team kia đúng không? Nhưng mà là Hương có nhận xét và có cảm nghĩ gì về hai team kia không? Về team Quyến Rũ và team Cá Tính đúng rồi. Thực ra thì trước tiên thì Hương phải chia sẻ một chút về cái ôi dồi ôi. Nay bánh bèo nhập Hương à? Không rồi, anh Hòa lắm Hương bánh bèo thôi. Thực ra thì như mọi người cũng biết là mình và anh Hòa đã làm việc với nhau rất là lâu rồi. Phạm Hương đã gắn bó với những bộ trang phục của anh Hòa từ khi mà Phạm Hương còn chưa đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ. Chính vì vậy
Trong khoảng thời gian mà hai anh em đã làm việc với nhau thì đã gọi là rất là hiểu nhau và đã trải qua rất là nhiều thứ cùng với nhau. Chính vì vậy hai anh em cũng đã hiểu nhau rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao mà lần này thì hai anh em đã quyết định kết hợp với nhau. Và Phạm Hưng nghĩ rằng là dù không có những thứ xuất sắc nhất nhưng chúng ta sẽ là những người mà đi cùng với nhau sẽ đồng điệu nhất, cho nhau gọi là sự đồng cảm nhất, đúng không anh? Và nói lý do là Phạm Hưng với anh Hòa lựa chọn những bộ trang phục của mình với tông là màu trắng, thể hiện cho sự thanh lịch, thì thực ra là rất là khó khăn khi mà thanh lịch phải đối đầu với cá tính và quyến rũ. thực sự thì mọi người đã quen với hình ảnh của Phạm Hưng là một cô gái rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, một cô gái cũng rất là năng động và nóng bỏng. Với chính xác là in đậm hình ảnh của Hoa Hậu Ấn Vũ. Nhưng mà Phạm Hưng nghĩ là lần này thì mình cũng muốn thay đổi cái thử thách mình một chút, rằng là biến đổi hình ảnh của mình sang một cô gái thanh lịch với những bộ đồ thanh lịch của màu trắng thì sẽ như thế nào, và đặc biệt phải thể hiện ngôn ngữ của bộ trang phục với lại ngôn ngữ của mái tóc. Đó là một cái điều mà hết sức khó khăn, nhưng mà cuộc sống thì Phạm Hưng nghĩ rằng là phải khó khăn một chút thì điều đó chinh phục mới khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Và đó là lý do tại sao mà hai anh em có mặt ở đây không? Mạo hiểm đi với nhau. Thực ra thì em là gái Hải Phòng. Không có lòng vòng, cái gì cũng thử hết. Bây giờ xem thử là mọi người tương tác xem nào, mọi người có câu hỏi cho anh em mình. Cho anh nói thêm nữa là với bộ sưu tập lần này thì trước khi bộ sưu tập được trình diễn ở Hà Nội thì Hòa có ra mắt một cái sản phẩm túi và để gửi tặng đến với tất cả các bạn fan của Hương nè, và những cái khách hàng của Hòa, và cũng như là những người bạn ở trên Facebook. Tức là những cái ai mà những các bạn mà tương tác đúng rồi sẽ được anh tặng quà hả? Sao anh không nói em biết vậy? Thì cái túi này sẽ được thiết kế rất là đặc biệt và với cái số lượng cũng rất là lớn, và hy vọng là tất cả mọi người đều sở hữu cái túi này. Và đặc biệt là nếu mà sử dụng cái túi này thì em thấy màu đỏ anh ạ. Hình như là nó có màu đỏ nhưng mà nó không hoàn toàn màu đỏ. Và cái đặc biệt là nếu mà mọi người đã có trong tay một cái túi thì hãy nên Trung Thanh Phong nên sử dụng, nên mặc thêm một cái bộ đồ trong cái bộ sưu tập lần này nữa thì rất là hot. Thực ra thì hello Trung Thanh Phong. Chờ, em chào anh Phong một lần nữa nha. Chào team cá tính. Để xem mọi người tương tác nào. Thực ra thì bây giờ đấu trường phong cách cũng đã bắt đầu hoạt động trên fanpage của Tresemme. Chính vì vậy thì mọi người có thể truy cập fanpage của Tresemme Việt Nam và để vote thật nhiều cho team Phạm Hương, nhớ chưa? FC Động. Em chào anh Phong, team thanh lịch chào team cá tính. Mình cũng muốn hỏi là sắp tới thì team của mình sẽ cần rất là nhiều cái sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn fan của FC Phạm Hưng. Mọi người có ai có và hy vọng rằng là các bạn fan của mình thì sẽ gửi thật là nhiều những cái tương tác về Facebook hay là fanpage của Tresemme hay là Facebook của Phạm Hương để mình và anh Phong có thể lấy được những anh cái ý tưởng. Bây giờ vừa chào anh Phong rồi, bây giờ lại nói anh Phong ở đây. Nói lại, để mình và anh Hòa, anh thử thân. Đây, đưa mặt vô. Để hai anh em có thể có được những cái ý tưởng để lấy cho bộ sưu tập sắp tới. Thực ra, thanh lịch là một, em nghĩ là một trong những cái đề tài mà rất là khó. Và đặc biệt khó hơn nữa khi mà em phải là người trực tiếp thể hiện cái sự thanh lịch đúng đó. Rồi. Ôi giời ơi, cho mình cá tính nó quen rồi, bây giờ đàn ông quen rồi. Cá tính và sexy quen rồi, không? Bây giờ xuống thanh lịch nó bây giờ cho thanh lịch vào thì thực ra cũng hơi khó đối với mình. Nhưng mà mình nghĩ là em thì em nghĩ là mọi người bình thường chắc là cũng quen với em trong những cái hình ảnh kia quá nhiều rồi. Nên là mình thay đổi một chút đi xem như thế nào. Nhưng bây mà giờ anh thì nghĩ là trong con người Hương thì nó đã có sẵn những cái gì đó rất là nữ tính và rất là dịu dàng rồi chứ. Tiếp xúc nhiều với Hương thì nhiều khi Hương thể hiện qua những cái bộ trang phục, qua những cái bộ hình của mình nó hơi sexy, nó hơi bốc lửa, nhưng mà
tiếp xúc nhiều thì thấy là cũng mong manh dễ vợ, mong manh dễ vợ, mong manh dễ vợ. bằng chứng là hay thấy trên Facebook là cũng hay than hay khóc lắm rồi. Cũng đâu có cá tính lắm đâu. Không, cá tính thì cá tính, nhưng mà bây giờ buồn thì phải khóc, vui thì phải cười, cười xong thì lại khóc. Mình phải để cái cảm xúc mình nó được bộc lộ thoải mái đúng không? Ý anh nhớ nhá. Sau giữa 12 giờ đêm vậy Miss Universe sẽ trở lại tại Nha Trang. Chờ đi, lúc đó mấy người liệu mà nuôi tôi đi nhá. Team Mâu Thủy là team sexy thì họ nghĩ team này là một team rất là tiềm năng, tại vì Thủy trước đây là một người mẫu và bây giờ là Thủy đang định hướng chuyển và nghe đồn là sắp đi thi hoa hậu, thì cho nên là họ nghĩ chắc là tương lai và cũng chắc là nhiều cái tiềm năng lắm, cho nên là mình không biết team này sẽ dùng chiêu gì trong cái đấu trường này, cũng hóng lắm. Em nghĩ là cân nặng của hai người đủ đè bẹp hai anh em mình rồi. Sao không ai? Chương trình này thì sẽ không được phát sóng trên truyền hình, nhưng mà sẽ được cập nhật liên tục và phát sóng trực tiếp trên fanpage của Tresemme Việt Nam. Chính vì vậy em có thể theo dõi thường xuyên trên Facebook của chị và Tresemme thì em sẽ thấy được là thông tin của chương trình và buổi trình diễn thời trang thì sẽ là buổi làm trực tiếp, và khi đó thì sẽ có các bạn fan, các bạn FC sẽ là người trực tiếp được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập đó. Lớn lắm á. Anh sẽ update thường xuyên. Bút chì màu này. Em cho các bạn fan của em xem một số mẫu thiết kế mà anh Hòa đang phát ý tưởng nhé. Đây mọi người cùng xem những cái phát thảo trong bộ sưu tập lần này nhé. Thực ra thì mọi người thấy nó là thời trang mang tính ứng dụng, và đặc biệt là nó phải lấy ý tưởng từ những sóng tóc, chính vì vậy sẽ rất là khó, cực kỳ là khó luôn để thử thách nhà thiết kế. Đây là những phác thảo mang tính thanh lịch dựa trên những sóng tóc của Phạm Hương, mọi người có thể nhìn thấy. Ê, mọi người thích mẫu nào thì mọi người có thể chỉ cho mình được không? Mọi người có thấy hình ảnh của Phạm Hương trong đây không? Đây là số 7 này, đây là số 10 này, đây là số 5 này. Nếu mọi người thích ý tưởng của bộ trang phục nào thì hãy cho mình một cái comment coi. Số 9 này. Trời ơi, cái này mà catwalk chắc đẹp lắm không? Nhưng mà số 3. Về phải vẽ thêm. Này. Mọi người, như đã hẹn thì Thủy và Ánh Khánh sẽ 7 giờ livestream cùng với mọi người để chia sẻ những cái công việc sắp tới. Và hiện tại thì Thủy đang ở trong showroom của anh Khánh, và đây là một nơi rất là ấm cúng và cũng là nơi mà những bộ sưu tập rất là xinh đẹp của anh Khánh được chào đời. Và Thủy và anh Khánh có xong một cái dự án sắp tới, và Thủy nghĩ rằng chắc các bạn nữ sẽ rất là thích đây, bởi vì là một dự án gợi cảm hứng định hình phong cách cho các bạn nữ, dù trong môi trường rất là tất bật và bận rộn, nhưng các bạn nữ vẫn phải xinh đẹp và tự tin lên nhé. Xin chào tất cả mọi người, rất là cảm ơn lời có thể nói là mở đầu cực kỳ quyến rũ của Mâu Thủy. Mà quyến rũ như Mâu Thủy thì chắc chắn là Khánh với Thủy phải nằm trong team quyến rũ mà thôi. Và team quyến rũ là gì? Khánh phải bật mí một chút xíu nho nhỏ, và chút xíu nữa sẽ nói hết cho mọi người nghe. Đó là Lý Quý Khánh với Mâu Thủy vừa mới tham gia một đấu trường phong cách. Và đấu trường lần này là một đấu trường rất là khác biệt với tất cả những cái đấu trường đã từng có ở thị trường. Và lần này đó là một cái đấu trường nhan sắc có nè, thời trang có nè, làm đẹp có, và đặc biệt tập trung vào tóc. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Thủy và Ánh Khánh được hợp tác cùng với nhau, và cũng như là lần đầu tiên có một cái đấu trường giữa những nhà thiết kế và các celeb để tạo nên nguồn cảm hứng phong cách. Ngoài thời trang ra thì có sức ảnh hưởng của các kiểu tóc mà thời thượng nữa. Và sau đây thì Thủy và anh Khánh cũng đã bàn bạc rất là nhiều về phong cách mà cũng giống như là các bộ sưu tập thời trang sắp tới mà anh Khánh diễn ra sẽ như thế nào, thì các bạn cùng xem nhé. Khoan, trước khi mình cho các bạn xem cái ý tưởng của anh trong bộ sưu tập, mình phải coi thử chị Mâu Thủy lại nằm cùng một phim. Cho Mâu Thủy nói trước đi.
Đây là một sự hợp tác rất là tình cờ và giống như là rất là đặc biệt mà đối với em, bởi vì Thủy trước đây cũng như mọi người đều biết là Thủy là người mẫu, nhưng dạo này Thủy thấy mình có nhiều cái tiềm năng và giống như là mình có thể cảm nhận được cái chất phụ nữ trong con người mình. Và người đầu tiên mà phát hiện nha Thủy đó chính là anh Khánh, người mà đã trao cho Thủy rất là nhiều cái cảm hứng để Thủy phát hiện ra con người mình như thế nào, và rất là cảm ơn anh Khánh vì điều đó. Thủy làm anh mắc cười quá. Anh nghĩ như thế nào? Đây nè. Một người cực kỳ xinh đẹp trên Facebook của Khánh, và Khánh cảm thấy mình vô cùng là may mắn khi Khánh được hợp tác với là Mô Thủy. Tại vì như mọi người biết, trước đây Thủy đóng một cái vai trò đó là một người mẫu chuyên nghiệp, thì Khánh đã diễn rất là nhiều show thời trang và Thủy đã đóng một cái vai trò là vedette cho Khánh nhiều show rồi. Nhưng mà lần này nó là rất là khác, tức là Thủy và Khánh cùng đồng hành trên một cái con đường đi đến một cái có thể nói là một cái điểm vinh quang. Thì chưa biết ai sẽ là người chiến thắng, nhưng mà Khánh tin chắc với cái sự ủng hộ nhiệt tình nguyên một cái thời gian vừa qua của mọi người dành cho team quyến rũ của Khánh và Thủy, thì chắc chắn Khánh với Thủy sẽ thành là cặp đôi quán quân. Và trong cái dự án sắp tới đây thì chắc hẳn rằng mọi người cũng rất là thắc mắc đây là một cái dự án gì và thể lệ sẽ như thế nào. Thì các bạn hãy gửi câu hỏi về cho Thủy và anh Khánh nhé. Khi mà đọc được comment thì Thủy và anh Khánh sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các bạn. Thì mình đọc comment tiếp thôi em. Mọi người hỏi trong bộ sưu tập có những thành phần sản phẩm như thế nào? À, Khánh quên chia sẻ cho mọi người biết, đó là bộ sưu tập lần này ngoài thời trang ra, một yếu tố vô cùng là quan trọng, đó là những cái phụ kiện accessories. Tại vì với một cái bộ trang phục mà để được có thể nói là nhìn đẹp và ứng dụng, thì mình quan trọng nhất vẫn là accessories. Mà accessories lần này Thủy biết là cái gì đặc biệt không? Là anh phải đưa ra những ý tưởng phù hợp làm sao để cho các bạn gái cầm trên tay những chiếc clutch và những chiếc túi rất là phù hợp với là cái bộ trang phục đang thiết kế ứng dụng lần này. Và đó cũng là một cái đề tài cực kỳ khó dành cho nhà thiết kế Lưu Khánh, vì đây cũng là lần đầu tiên Khánh thiết kế những chiếc túi, và Khánh cũng không biết Khánh làm tốt hay không. Thì Khánh nghĩ nếu mà tốt thì mọi người trên tay phải có cầm một chiếc túi của Khánh, còn nếu chưa tốt thì chắc chắn cũng sẽ phải cầm. Bởi vì anh là nhà thiết kế mà anh có thể sáng tạo ra những cái thiết kế mà giống như là mong muốn của khách hàng mà anh thấu hiểu được, đúng không? Anh làm cho em một cái đầm đẹp quá, mà nãy giờ ngồi không thấy được có cổ áo à. Khán giả không thấy được cái đầm anh làm đặc biệt cho em ngày hôm nay, thì thôi mình đứng dậy mà đi một vòng cho mọi người thấy thử nha, được không? Đây là một chiếc đầm mà anh Khánh làm cho Thủy rất là nhanh thôi, nhưng mà các bạn có thấy không, form ra dáng rất là nhìn quyến rũ. Ok. Đi ra đây. Rồi, Thủy đại diện cho anh quyến rũ nha. Anh nói như thế nào anh? Anh không biết nói gì hết. Và Khánh phải bật mí thêm một cái điều rất là bí mật, đó là sắp tới không chỉ xuất hiện tại đấu trường phong cách này, mà Thủy sẽ có rất là nhiều dự án về nhan sắc. Và Khánh rất là may mắn vì Khánh sẽ luôn đồng hành cùng Thủy. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì những lời khen anh dành cho Thủy. Và tiếp tục mình sẽ đọc câu hỏi tiếp theo nha anh nha. Tụi mình là hơi thảo mai đó. Không cần cảm ơn qua lại đâu ha. Rất là nhiều người hỏi cảm hứng sáng tạo của anh Lý Quý Khánh là từ đâu. Thì chẳng lẽ Khánh nói là Khánh cảm hứng từ Mô Thủy thì nó hơi thảo mai. Thì đó, Khánh đã nói rồi, đây là một cái đấu trường phong cách và nhấn mạnh vào thứ nhất là màu sắc, thứ hai là vào form dáng, thứ ba là vào họa tiết. Thì với những cái họa tiết chảy dài của làn tóc, nó rất là phù hợp với lại vải vóc. Mà anh là nhà thiết kế mà anh rất là yêu những cái gì nhẹ nhàng và mềm mại. Đó là lý do vì sao anh chọn cái tên team là team quyến rũ, và cái phong cách chúng ta là quyến rũ, rất là phù hợp với những cái pattern, những cái mà họa tiết chảy của tóc. Theo em là nguồn sáng tạo mỗi người và mỗi dự án cũng giống như là mỗi thời điểm nó khác nhau, phải không anh? Nhưng mà em luôn thấy là anh luôn tôn vẻ đẹp của người phụ nữ. Nếu mà mình không vào team quyến rũ thì em nghĩ là mình cũng không phù hợp với team nào đâu, đúng không? Không có. Nếu mình không vào team quyến rũ, team nào mình cũng hợp hết. Nhưng mà mình hợp nhất là team quyến rũ, hiểu không? Đấu trường nào mình cũng có thể đánh, mà mình chọn cái đấu trường nào mình tốt nhất. Anh Khánh ơi, ý tưởng Khánh lạ vậy. Lạ mới đọc. Vậy tông màu anh chọn lần này là tông màu gì? Tông màu của Lý Quý Khánh và Mô Thủy chọn đó là đỏ, trắng và đen, là ba màu rất là mạnh mẽ nhưng mà lại cực kỳ quyến rũ. Vâng. Đây là có một câu hỏi là chị Thủy ơi, cho em hỏi chị có tự tin
là team chị sẽ chiến thắng không? Thì Thủy cũng trả lời tất cả các bạn là Thủy và anh Khánh sẽ phối hợp hết mình để cho ra bộ sưu tập thời trang, cũng giống như là những định hình phong cách của anh Khánh dành cho Thủy, để cho mình quyến rũ nhất, đẹp nhất có thể. Và chính ngay lúc đó thì Thủy nghĩ là Thủy và anh Khánh cũng như team quyến rũ đã chiến thắng rồi. Hồi nãy giờ mình toàn là trả lời không không mà mình chưa có cái gì chứng minh để khán giả có thể tin mình. Thì thôi giờ anh em mình đứng lên, mình bàn về những bản vẽ cũng như là những cái ý tưởng của tụi mình trước mình ra bộ sưu tập nha. Ok anh. Mọi người đang có mặt ở trong showroom của Khánh và đây là cái bàn hàng ngày Khánh thường làm việc nè. Mà thường ngày thì Khánh ít đồ hơn, mà hôm nay đông người có khách cho nên Khánh phải bày biện ra để mọi người biết là Khánh có làm. Đây là một số accessories, còn đây là vải vóc của cái bộ sưu tập sắp tới Khánh có thể trình làng với tất cả mọi người. Còn đây là mood board, tức là cái bản ý tưởng mà Khánh đưa ra trước khi Khánh làm việc với lại những cái sắp rớt. Trước khi Khánh làm việc với những cái người thợ may cũng như là thợ cắt của Khánh. Đây là cái ý tưởng cho đấu trường phong cách của team quyến rũ. Với cái tông màu chủ đạo là màu trắng và màu đỏ, cùng với những cái phơm dáng đầm các bạn thường thấy của Liễu Khánh thường làm, mà hôm nay Khánh sẽ cách tân lại để cho có thể dễ mặc hơn và ứng dụng hơn. Thủy nghĩ sao về cái ý tưởng này của anh? Em có thích không? Tại vì em là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập của anh lần này. Vâng, em đã thấy chính là hình ảnh của em ở đây rồi. Và lúc trước đó thì Thủy cũng đã tham gia một cái clip của chị Summer và Thủy đã được diện trên mình một cái đầm dạ hội rất là xinh đẹp. Và cái bản vẽ của chiếc đầm ấy là ở đây. Và các bạn cũng thấy là khi mà Thủy diện lên chiếc đầm ấy thì vô cùng xinh đẹp và vô cùng nổi bật trong cái đấu trường phong cách đó. Và các bạn cũng thấy là khi mà những cái họa tiết, những cái hiệu ứng như vậy khoác lên một chiếc đầm làm cho với cái đường sáng cong tạo của anh Khánh là trên cả tuyệt vời, em thấy là như vậy. Thôi đừng khen anh. Khánh đang cầm trên tay tất cả những cái mẫu vẽ của cái bộ sưu tập tiếp theo, nhưng mà không thể bật mí được, tại vì nếu bật mí sớm quá thì mọi người sẽ không hồi hộp. Thì trong một vài ngày tới đây Khánh sẽ cho ra mắt những cái bản vẽ để cho mọi người biết được Khánh sẽ có cái gì trong cái bộ sưu tập lần này. Mình đứng đi nha, mình đứng cho nó sinh động. Hỏi tiếp nè. Sao có nhiều vô con, có nhiều người vô con không hỏi gì hết nè. Hồi nãy giờ là Khánh giỡn, nhưng mà bây giờ Khánh phải confirm, Khánh phải nói chắc chắn là cái show sẽ có mặt vào tháng 9 tại Hà Nội, vào khoảng thời gian là giữa tháng 9, và cái ngày sẽ được launch, sẽ được công bố trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới. Và mọi người hãy đón chờ sự hiện diện của Lý Quý Khánh với bộ sưu tập và người đẹp Mô Thủy tại đấu trường phong cách nha. Thủy tạo dáng đi chị ơi. Ok, đấu trường phong cách khi nào phát sóng vậy à? Đoán xem mà không biết thời gian là khi nào. Mọi người có thấy cái này nó giống cái tóc của Thủy không? Đó, đang livestream chứ phải chụp hình Thủy. Ừ, diễn động em. Không, là tại vì đây là fan của em có. À, fan em kêu em đứng yên hả? Thủy tạo dáng đi chị. Ừ, em nghe lời fan đúng không? Có thế nào livestream mà sao mọi người sẽ chụp hình lại, là em luôn luôn muốn em phải đẹp cho nên là em đang quay phim mà fan kêu em đứng yên là em đứng yên vậy đó, em đứng hình luôn. Mình chung team đó anh, mình team với nhau đó, mình chung team nha. Mình đừng hại nhau. À, và đây là cái team đầu tiên livestream. Cho nên mọi người thấy Khánh với Thủy lắp ba lắp bắp hồi hộp, tại vì thật sự đây là lần đầu tiên hai anh em cùng ngồi trước tất cả mọi người mà chia sẻ về một cái dự án quá lớn như vậy. Thì anh em không biết nên nói gì và không nên nói gì cho nên quyết định nói tất cả mọi thứ anh em đang nghĩ. Có khi nào mình nói ra tất cả mọi thứ rồi xong rồi mọi người để đoán biết trước mình làm gì không anh? Cho nên bây giờ phải kết thúc thôi. Tại vì thật sự là Khánh với Thủy cũng phải đi làm tiếp rồi. Cho nên là Khánh rất là hy vọng ngày hôm nay là một cái khởi đầu cực kỳ may mắn cho hai anh em team quyến rũ. Và cũng sẽ là một cái bắt đầu cực kỳ thành công cho đấu trường phong cách tiếp theo. Khánh rất là hy vọng mọi người sẽ dõi theo cái con đường tiếp theo của Khánh với Thủy trong đấu trường phong cách nhé. Và chỉ ủng hộ Khánh với Thủy thôi, chỉ được vote cho Khánh với Thủy thôi. Rất cảm ơn sự theo dõi của mọi người và hãy bình chọn cho team quyến rũ nào. Live
livestream của mình sẽ chia sẻ về một cái dự án mới giữa mình và anh Trung Thanh Phong khi mà mình tham gia vào chương trình Đấu Trường Phong Khách được khởi xướng bởi Tresemme. Thì đây là một trong những cái bước đệm mà giúp cho mình có thể thực hiện được cái plan mà mình đã chia sẻ với anh Phong trước đây, là mình muốn có một cái dòng thời trang một theo cái phong cách của mình. Thì nhưng đây là một cái sân chơi Đấu Trường Phong Cách, nó tạo nên cho mình được một cái cơ hội để mình có thể làm cái ước muốn đó. Thì ngày hôm nay mình chọn phong cách cá tính bởi vì mình nghĩ rằng là mình rất thích sống với một cái, đối với một con người thì ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài ra thì một cái việc mà thu hút được người khác đó là phải nói lên được cái cá tính của mình. Cái cá tính được thể hiện qua thời trang, qua mái tóc, qua lối make up, rất rất nhiều thứ. Thì mình rất thích một người có cá tính. Và cá tính ở đây là không phải, ngoài có rất là nhiều cái cá tính khác nhau, nổi loạn chẳng hạn, hoặc là thẳng thắn và nói lên được cái phong cách, cái character của mình. Thì ngày hôm nay khi mà mình làm live stream này, đầu tiên là mình muốn lắng nghe được những cái góp ý cũng như chia sẻ của tất cả các bạn để mình có thể hiểu biết, tích góp nó. Nếu mà thật sự nó hợp cho mình hoặc là hợp cho bộ sưu tập của mình thì mình sẽ tích góp nó để mình đưa cho ra được những cái sản phẩm thật là tốt. Cái thứ hai rằng là ngày bộ sưu tập mình sẽ phải đấu với có 3 team là team cá tính, team quyến rũ và team thanh lịch. Thì tại Đấu Trường Phong Cách này sẽ một đêm chung kết sẽ vào diễn vào ngày 16 tháng 9 và sắp tới. Thì rất mong nhận được những cái sự cổ vũ, động viên của tất cả các bạn bằng cách các bạn hãy vote cho team của mình nếu các bạn muốn team cá tính thắng cuộc. Thì bằng cách là hashtag team cá tính và Đấu Trường Phong Cách. Bên đây là cái bảng. Cái ý tưởng bộ sưu tập này mình lấy từ mái tóc thẳng. Khi mà cả hai anh em bàn với nhau á, thì cả hai anh em lại thích cái mái tóc thẳng, bởi vì mái tóc cũng là một cái gốc con người và nó thể hiện được lên cái cá tính mà mình Tuấn mang lại. Và cái detail mà mình Tuấn chọn, anh Trung Thanh Phong mình Tuấn chọn là những cái kẻ sọc. Câu này nó hơi nhạy cảm nha. Mấy bạn hỏi rằng là cá tính thì mình sẽ đánh môi thâm hả anh? Theo anh nghĩ á, câu này là rất là thú vị. Bây giờ á, là với team của Minh Tú á, thì môi tự nhiên vẫn cá tính. Đó, và cá tính là cá tính từ bên trong, chứ không phải cố tạo một cái vẻ bề ngoài cá tính. Đó là một trong những cái tiêu chí mà bạn phải gọi là I am fashion, bạn là thời trang. Rồi hoặc là mình phải cực kỳ phong cách và cực kỳ cá tính, thì chính cái bên trong của mình nó sẽ quyết định được bên ngoài mình mặc cái gì và mình phải làm thế nào, chứ không phải là một cái màu môi có thể nói bạn cá tính hay không cá tính. Ví dụ như là bạn đánh một cái màu môi thâm bầm, nhưng mà hôm nay em đánh màu môi hơi hồng nứt nứt, em vẫn cá tính đi. Mà em muốn quyến rũ thì mình có thể quyến rũ, và đôi khi là trong cái sự thanh lịch nó cũng sẽ có thể cá tính, trong sự quyến rũ cũng sẽ rất là cá tính. Đó là một trong những cái mà Phong nghĩ đó cũng rất là thú vị. Và Phong cũng sẽ focus vào đó là cái bộ sưu tập của Phong thì những cái item cực kỳ ứng dụng và sẽ phối mix khác nhau để tạo nên những cái phong cách khác nhau. Muốn xem bản vẽ kìa, cho coi không? Có. Coi rồi người ta thấy người ta copy sao? Rồi, lê lệ đi. Okay, cho coi một cái đi. Một cái thôi hả? Thôi cái này mình đã... Cái này mình show rồi. Đúng rồi. Mọi người thấy không? Về các bạn sketch thì trong những cái mà status tiếp theo thì Phong sẽ bật không share, Phong được nhận sẽ, hãy, sẽ hãy ủng hộ team của Minh Tú bằng cách share, live stream, hashtag team cá tính cùng với Đấu Trường Phong Cách, team Minh Tú và team Trung Thanh Phong. Hello anh Đạt Nguyễn. Mọi người ơi, hãy ngừng the face đi, hãy bàn về bộ sưu tập sắp tới của tôi đi nào. Tôi đã phải cố gắng rất là nhiều đó. Tôi phải năn nỉ Trung Thanh Phong để ra những cái ý tưởng của tôi đây nè. Đây, bản sketch của anh Trung Thanh Phong vẽ. Mặt mình giống Doraemon, thank you. Nhưng mà với cái ý tưởng của mình đó nhá. Mình thích những cái kiểu như thế này.
tuy là đầm dài nhưng vẫn thể hiện được sự cá tính. Nhưng mà các bạn để ý đi, dù cá tính nhưng mà vẫn quyến rũ nha, vẫn eo ba vòng đầy đủ nè, hở vai, xương quai xanh các kiểu. Thấy chưa, đây là một minh chứng để có thể chứng minh được rằng là cá tính thì vẫn có thể bận đầm dài nè. Và cá tính thì vẫn thể hiện được sự quyến rũ. Và vẫn thanh lịch nè, đúng không? Thì hy vọng dịp xuân châu. Đây chiếc áo này, thấy chưa? Đây là một cái cách phối khác nè. Đây, Minh Tú, em xoay một vòng để Minh Tú ơi. Em hả? Đúng rồi. Đây, Minh Tú có thể phối với lại là quần. Những cái kiểu mà mình sẽ chọn là tóc thẳng, đuôi ngựa, chị Tú. Những cái pastel. Chị Tú hãy thể hiện những dáng đứng để show phòng ba và giấu phòng ba. Mình đang tập trung vào bộ sưu tập mà. Này, sâu vòng 3. Đấy. Đúng rồi, sâu vòng 3. Này, bạn, giấu vòng 3. Giấu vòng 3, sâu vòng 3. Ok, đã thực hiện thử thách của bạn rồi. Tresemme đấu trường phong cách. Đó là những cái ý tưởng mà mấy ngày hôm nay mình và anh Trung Thanh Phong cùng nhau bàn bạc. Chị Tú bao nhiêu tuổi rồi vậy anh Doraemon? Chị 25 bằng, tuổi rồi. Bằng tuổi anh á. Chúng ta bằng nữa nha, 17. Trẻ thì nha. Chưa 18 tuổi đúng không? Mình chưa 18. 18. Giờ nãy giờ chuẩn thì chúng ta yes, và bây giờ chuẩn bị The Face. Thì giữa nhà mình sẽ đi qua The Face. Thì bây giờ anh sẽ đại diện cho team cá tính ha. Thì anh sẽ để đồng ý. Nãy giờ thì cũng đã chia sẻ với mọi người về những cái thông tin của đấu trường phong cách của team cá tính, và cũng đã phần nào giải thích cho tất cả các bạn biết được sân chơi này team cá tính sẽ làm gì, và mọi người sẽ giúp team cá tính bằng cách vote và bằng hashtag là team cá tính đấu trường phong cách, team Minh Thanh Phong và team Minh Tú. Đó là những cái thông tin, và Phong cũng sẽ nói lại cho mọi người biết được rõ đây không phải là một cái cuộc thi hoặc là một cái gì mà mọi người cảm thấy quá là ghê gớm hoặc là có một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, nhưng mà thật ra đây là khốc liệt trong chính cái phong cách của các bạn đang muốn mang đến và truyền cảm hứng cho tất cả những tín đồ thời trang. Và đấu trường phong cách là một trong những cái gọi là cuộc chiến đi ha, gọi là cuộc chiến của cuộc chiến thời trang của ba người mẫu cùng với ba nhà thiết kế. Chính xác, và được khởi xướng bởi Tresemme. Và những cái ý tưởng cũng như là những cái cảm hứng về những cái mái tóc thời thượng là một trong những cái ý tưởng chủ đạo của chương trình lần này. Và Phong có một tiêu chí, đó là cái răng cái tóc là gốc con người, và tóc cũng là một trong những cái cực kỳ quan trọng để có thể tạo lên được cái phong cách cùng với cái bộ trang phục. Thì chính những cái thông tin này, ngày 16 tháng 9 sắp đến thì đấu trường phong cách sẽ chính thức được diễn ra tại Hà Nội, và ba bộ sưu tập sẽ được diễn ra, và mọi người hãy ủng hộ cho cái đội chiến thắng. Và đội chiến thắng sẽ được quyết định bằng cách là hashtag càng nhiều team cá tính càng tốt. Cái kết quả thắng sẽ được, đội chiến thắng được chọn ra sẽ dựa vào cái sự vote của tất cả khán giả. Đúng bằng rồi. Mọi người hãy vote và hashtag team cá tính, và đặc biệt hashtag team mà mình yêu thích. Chính xác. Nhưng mà hãy hashtag team cá tính đi.